Minasan, Cosmos no Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này Video hướng dẫn luyện đề N3 Video phần từ vựng, phần số 1 Chúng mình hãy cùng nhau mở sách luyện thi N3 Do học từ nhà Cosmos biên soạn Trang số 1 đến số 6 Và chúng mình cũng sẽ cùng nhau làm đề phần này nhé Và chúng mình cùng nhau luyện tập ở trang số 1 Phần động từ Và nhiệm vụ của chúng ta là chọn động từ phù hợp Để điền vào chỗ trống nhé Với dạng bài này thì chúng mình sẽ cùng nhau Đọc phần câu hỏi. Sau đó để hiểu được đại ý của câu hỏi đó. Rồi cuối cùng là quyết định chọn xem động từ nào cho phù hợp. Câu số 1. <laughs> thế, chung ở đây có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là trong xã hội, trong là người đó. Trong xã hội thì sao? Thì tôi naritai, tôi muốn trở thành cái người. Mà thế nào đó trong xã hội ạ? Người thế nào ạ? Ở đây thì chúng mình có thể... Ờ, nhìn thấy luôn đó là yaku sự nghĩa là người có ích cho xã hội và đó là yonba câu số hai kono ramen wa oyu o irete sanbun de de làm sao ạ cái mì này thì chỉ cần cho nước sôi vào và sau 3 phút thì nó có thể làm sao soro là đầy đủ hikida sự kéo ra để ki là hoàn thành hoặc xong thôi đi kaeru là thay lắp vậy đáp Á à, ở đây chỉ có thể là Samba. Với dạng bài này bắt buộc chúng mình phải hiểu được nghĩa của các động từ và ví dụ như trong trường hợp bạn không hiểu được hết bốn cái ý nghĩa của bốn gợi ý thì bạn hãy chọn ngay cái đáp án nào bạn cảm thấy quen thuộc nhất. Câu số 3. Kino nhi ni iru hahaoya kara tegami ga. Ngày hôm qua thì cái tegami cái bức thư mà từ mẹ ở nước nhà thì lúc này bạn phải để ý đến trợ từ ga nghĩa là sẽ đằng sau sẽ phải là tự động từ bức thư mà ý là bức thư được gửi đến gì đó đúng không ạ? Vậy bức thư được gửi đến ở đây chỉ có thể là toroku đúng không ạ? toroita. Kansagatta hay agatta hay hippatta thì không hợp lý. Một cái là hạ thấp một cái thì tăng cao, một cái là kéo. gai số 4, kore wa tetsu no kikai desu". Đây là cái máy, máy gì đó. Tetsu no ita đó là cái tấm kim loại, tấm sắt thép đó đúng không ạ? Vậy tấm sắt thép đó thì làm gì? Subaru thì là chuột Mageru là uốn Makaseru là phó mặc Mukaeru là đón Vậy thì đáp án ở đây chỉ có thể là Cái kikai mà uốn cái tấm Tết sự đó thôi Đáp án 2 Câu số 5 Wakareru toki futari wa daki atte Namidao Khi mà chia tay thì hai người họ ôm nhau Sau đó thì nước mắt Nước mắt ốp Nước mắt trào ra Nước mắt trào ra hoặc tuôn trào Thì chỉ có thể là đa sự hoặc naga sự thôi và đó là đáp án số 3 còn mình là tìm thấy muketa kê là hướng đến như đây là cái gì đó rung lắc hoặc là luộc gì đấy đúng không vậy đáp án chỉ có thể là sang bảng câu số 6 sumimasen tsukue no ue ga yogorete iru no de nani nani kudasai xin lỗi thì trên mặt bàn nó rất là bẩn ấy thế nên là hãy hãy lau đi đúng rồi lau thì là cái gì hikate thì là chiếu sáng qua là đun nấu cho sôi kamata là tóm được bắt được vậy thì ở đây chỉ có thể là phui tên ấy fuku fukimas neko ga nezumi o con mèo nó làm gì con chuột ạ à? mèo thì đuổi chuột uete rự nuôi chồng kayote rự là đi đi về về tsunagate là kết nối vậy đáp án ở đây chỉ có thể là oikakete rự nhé hachi bằng Gomi o dasu hi wa getsuyobi to mokuyobi desu. Cái ngày mà vứt rác ấy, đó là thứ hai và thứ năm. Vậy ngày vứt rác thứ hai, thứ năm ở đây thì là loại rác gì nhỉ? Rác tha đi rác đủ à? Môi đự cháy đường. được. Kha đê là héo, không hoa đây được là hỏng. Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là môi được nhé. 9. Kanojo ga megane ga yoku hito Cô ấy là một người, là hito nhé. Mà cái gì đó megane. Megane làm sao? Niau là hợp, nư là khâu là luôn là móc một cái gì đó thô là bay katamaru là đông cứng lại vậy thì cái gì nhỏ chúng mình sẽ dùng là miau cô ấy là người rất hợp đeo kính ví dụ như dung xuyên xe, xe chẳng hạn đúng không Soi this girl hay. sáng mức để can số y một mẹ influenza ga cái gì đó y là... trời rất là lạnh vì trời lạnh cho nên là dễ bị can số đấy ganso là bị khô, cho nên là influenza cảm cúm nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ rất là thịnh hành, rất nó sẽ dễ bị. Vậy suwate ngồi, sunagate kết nối, kawate thay đổi, hayate, hayate được, hayate được chính là chữ lưu và chữ hành nghĩa là nó thị cái gì xu hướng thịnh hành hoặc là bệnh tập nó được lưu hành. chuyển sang trang thứ hai chúng mình cũng vẫn tiếp tục luyện tập về doshi nhá ở doshi này thì chúng mình có một số ví dụ như sau cách làm thì tương tự như ban nãy thôi bengyo với những ai mà uh, cái gì đó tham gia vào buổi học thì hãy viết tên vào những thông tin như là tên vào cái tờ giấy này vậy những ai mà muốn đăng ký đúng không? Ochiko mượn đăng ký, Ochiko là cái gì mang đến mang vào đúng không? Môi là suy nghĩ, Ochiko là buồn bã suy sụp vậy đáp án ở đây chỉ có thể là Ichibamochiko Ame ga cái gì mai nhỉ? Yenichairo khi mà mưa, uh, chắc là mưa rơi thì hãy về nhà thôi vậy mưa rơi ở đây thì chỉ có thể là, <gly> là Ame ga furu câu này không cần phải bàn bạc nhiều đúng không? Câu số 3 nha Tanaka sẵn là o nomi sugite Cái gì đó shumata. Anh Tanaka sẵn anh uống quá nhiều rượu Thế nên anh ấy bị làm sao ấy Totte lấy sugite quá Nếu mà là nomi sugite Thì đã sugite đây rồi cần đến sugite nữa đúng không Tập hai đương nhiên loại hai t haku ở đây không ghi chữ hán nhưng bạn có thể hiểu đó là đeo cái gì dày này đeo dày này hoặc là có thể là động từ thể hiện là bị nôn mửa tazunete là hỏi thăm Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là hai t Anh ấy uống nhiều rượu quá nên bị hai tê chimata Koko wa peto mo isho ni koto ga dekiru hoteru desu Ở đây là cái hoteru mà có thể Có thể làm gì đó cùng với peto, cùng với thú cưng Và nó liên quan đến hoteru thì bạn chỉ có thể là chọn hoặc ở hay là thế nào đó thôi đúng không ạ Mà chọn ở cùng với thú cưng hoặc là đi vào cùng với thú cưng Vậy thì kimaru là gì quyết định? Somaru nhuộm màu gì đó Komaru là gặp khó khăn, Tomaru là ở trọ Với đáp án ở đây sẽ là Tomaru Đây là cái khách sạn mà bạn có thể chọn lại cùng với thú cưng Anata to, cái gì đó, koto de, watashi no jinsei ga kawarimashita Cuộc cái jinsei của tôi, cái cuộc đời, cuộc sống của tôi đã bị thay đổi Từ cái việc gì với anh, với cậu uh, Iwata, Tạ ăn mừng, chúc mừng gì đó không đúng không? Deata tạo là gặp gỡ cái gì đó, từ cái việc gặp gỡ là quan trọng sẽ thay đổi cuộc đời của tôi. Đúng rồi. Sawat là sợ, so, kurata. nếu mà theo nghĩa của chữ hạ thì là cái gì đó lăn xuống đúng không ạ? Vậy thì đáp án ở đây chỉ có thể là deata. Bởi cái việc gặp cậu ấy đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Có thể là cậu ấy đã giúp mình làm việc gì đấy đúng không ạ? Câu số 6 nhé. Inakate No, hito mo ga, y tem mo aru ở Inaka nhá, thì cũng có người nghĩ rằng nó rất là bất tiện Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng có rất nhiều điểm tốt đấy Vậy làm gì ở Inaka? Chỉ có thể là sống ở Inaka thôi Chứ mức cao là hướng về Inaka à? thì là gầy à? Hay Morosu là quay lại? Vậy chỉ có thể là Kurasu nhé, sinh sống Kono sakana wa taberu to cái cá này đó thì ăn thế nào đấy thì sẽ là ngon Tsuki atate Đó là kết nối cái gì đó Tomate chọn lại Oyoide là bơi Nite là, là hầm Vậy con cá này làm sao nhở? Con cá này chỉ có thể là hầm thôi Thì ăn sẽ rất là ngon Câu số 8 nhé Takusan no kuromo no naka ni Otona ga hitori iru to kanari Trong số rất nhiều những trẻ em ấy Thì nếu mà có một người lớn thôi ấy, Thì chắc chắn là nó sẽ thế nào? Chắc chắn là người lớn đấy thì làm sao? Mitsukaru là được tìm thấy. Medatsu là rất là nổi bật. sự là bật ra nói. Tetsudau là giúp đỡ. Vậy thì trong một đám trẻ con mà có một người lớn thì người lớn đấy sẽ làm sao ạ? Sẽ rất là, đúng rồi, nổi trội. Rất là, rất là nổi bật trước mắt mình. Câu số 9 nhé. Suikawa desu rezoko de kara taberu to oishii desu. Cái dư hấu ấy, nếu mà bạn làm gì trong tủ lạnh thì sau đó bạn ăn ấy rất là ngon Và trong thủ lạnh thì chỉ có làm mát chứ làm cái gì đúng không? Thì lúc này chúng ta, ta chọn gì ạ? À? Thoracete à? Cho nó thông qua, xuyên qua Fiaste tăng lên Thoracete thì càng lạ rồi Vậy thì chỉ có thể là Hiaste Làm mát Juo ni de Cái gì đó tốt Cô tay quá Go de adu làm thế nào để 10 với 2 mà bằng 5 ạ? À? Chỉ có 10 chia 2 thôi Phép chia là gì nhỉ? Waru, tasu, hiku hay kakeru Kakeru là nhân Hi cựu là trừ, ta sự là cộng và wa được là chia. Vậy đáp án chỉ có thể là ichiban. Tiếp theo chuyển sang trang số 3, chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập về phần danh từ. Phần danh từ này thì cũng có một số câu hỏi như sau, chúng mình cùng nhau làm nhé. Câu số 1. Nani kara yasai o itamete kudasai. Sau khi cho cái gì vào thì bạn hãy xào cái rau lên. Vậy cho gì vào để xào rau? Yuge là dạng mà dạng như là hơi nước ấy. Còn hono là dạng lửa lửa Abura là dầu Vậy bạn phải cho cái gì để xào ạ? À? Chỉ có thể là Abura Câu số 2 Cái gì đó Tsukate kamio kiru Dùng gì để cắt giấy ạ? Dùng hasami Đúng rồi Samba Teburu no nani nani ga Trên mặt bàn thì có rất nhiều cái gì đó được xếp Được trưng bày Onaka là bụng, okage là nhờ ơn trời, okazu là thức ăn, matsuri là lễ hội Vậy chỉ có thể là bảo Câu số 4 Kai yoshi ni to, Cái gì đó kudasai Hãy điền số và một cái gì đấy vào trong tờ phiếu trả lời Vậy chỉ có thể điền số, số báo danh với cả họ tên thôi đúng không ạ? Shimei là họ tên Homono là vật thật Yogo là từ chuyên dụng Uketsuke là lễ tân Đáp án đây là Ichiba Câu số 5 Deki agatta mono hako ni ireru dake no kantan na Cái gì đó desu đây là một cái việc gì rất là đơn giản này Chỉ là bạn hãy cho cái đồ mà đã xong rồi vào trong hộp uh, Vậy thì đây là giờ học hiệu thao tác Sinamono, sản phẩm Nimotsu, hành lý Và đó chính là một cái thao tác rất là đơn giản Kantang na desu Nihongo để có thể cái gì đó vào kỳ thi năng lực tiếng Nhật thì tôi đã rất là chăm chỉ làm sao học bài Vậy có thể là đỗ đúng không ạ? An xin yên tâm, xên -so là chiến tranh Đấu tranh, hạc là phát kiến Vậy đáp án chỉ có thể là gô cạc cự nhé Kono biru no re bo to dambo wa computer ni yote Cái gì đó Máy lạnh và máy sưởi của cái tòa nhà này Thì nó được được làm sao được vận hành, được quản lý hay gì đó Bởi máy tính Câu số 8 Nani nani o bite kara donna taberu ka Kangaimashou chúng mình hãy cùng suy nghĩ xem là ăn món gì sau khi mà đã xem Xem gì ạ? Xem sang đa xem dép lề à? Xem menu, thực đơn, depot, tội báo cáo và number là số Với đáp án ở đây chỉ có thể là, đúng rồi ạ, menu nhé Q bằng Nani nani ni? irete itamimasu. Cho thịt vào đâu đó để chúng mình xào ạ? Cho vào ri bông à? Ri bông là duy băng đấy Patang là các trường hợp các patang Frepang là chảo rán hay là baorin đàn violon đương nhiên là phải cho vào fry rồi chả rán koromo no koro ga haite iru ga cái gì đó mà chứa được những cái ảnh hồi còn nhỏ ấy ảnh tuổi hồi tuổi thơ đấy thì nó đã đi đâu mất rồi vậy thì chỉ có thể là cái wapuro à cái máy đánh chữ parotto là phi công suitcase đó là bộ vest vậy thì có thể là bam, album Tiếp theo phần danh từ phần số 2 Danh từ phần số 2 này là ở trang số 4 Chúng mình sẽ cùng nhau làm nhé Nabe no Ga doko ni itte shimata. Cái gì của nabe đi đâu mất tiêu rồi Chawang là bát Tobira là cánh cửa Mado là cửa sổ Futa là cái nắp Hoặc là cái vùng ấy Vùng nồi là đâu mất rồi Vậy thì ở đây chỉ có thể là Futa Jibun no kuni no ni tsuite anata no Cái gì đó itte kudasai liên quan đến vấn đề hoặc về chính trị của chính nước bạn bạn hãy nói hãy nói gì ạ hãy nói một cái đón thà tôi ví dụ khang gai suy nghĩ và mati gai cái sự sai khác vậy ở đây chỉ có thể hãy nói suy nghĩ của bạn về chính trị của chính nước bạn mà thôi câu số 3 ano study wa hai người đó thì gã i na hai người đó thì cái gì rất là tốt bởi vì họ lúc nào cũng ở cùng nhau vậy thì họ rất là nakagai era hay i, họ chỉ có thể là naka thân hoặc là tốt, quan hệ rất là tốt với nhau đấy. Kino kara zutto yuki ga, Soto mitara, no ue ga Từ ngày hôm qua ấy, thì tuyết rơi suốt thôi. Thì nhìn ra bên ngoài thì cái gì đó trên toàn màu trắng. Tên nghìn, nhân viên, cửa hàng. Yane là mái nhà. Fuke là phong cảnh. Jisho là địa chỉ. Nếu phu kê mà không có no ue thì có thể là shirokata được Nhưng mà đây lại có no ue Vậy chỉ có thể là trên mái nhà Ni bảo Câu số 5 cái gì đó cả hít chưa khi mà nấu ăn ấy thì bạn phải cần thiết cái gì ví dụ như là siêu và sato muối và đường cần rau à rau thì nó lại không phải là siêu và sato đô gự là dụng cụ Hoteski là những cái Đây là phương trình thức Nghĩa là những cái phương trình đó đúng không ạ Cho là gia vị Vậy chỉ có thể là gia vị Bởi vì ya với na độ ở đây là lấy kê một Hai những danh từ tiêu biểu nhất Liên quan đến cái phần đằng sau Cho đáp án 4 Câu số 6 Minato no ku no koen wa Cái công viên mà ở gần cảng ấy Thì khác cử nhỉ Ninki no basho desu thì là một cái địa chỉ rất là nổi tiếng với khách hàng Vậy Doro là con đường, Kanko là du lịch, hoặc kênh Đó là phát kiến và siêu cự đấy là cái thị lực Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là Kanko cự là khách du lịch Cái công viên gần cả là một địa điểm rất là nổi tiếng với khách du lịch Câu số 7 Kare wa asa hayaku okite shimbun o suru shigoto shiteru anh ấy đang làm cái công việc đó là sáng thì dậy sớm, sau đó thì là sample đi dạo với báo à. Cắt sự sinh hoạt sống, hai ta sự là phát, phát sự là xuất phát, vậy ở đây chỉ có thể là chữ phối chữ đạt nghĩa là phát báo. Câu số 8, Tanaka sensei no jugyou de wa itsumo kyokasho de wa naku cái gì đó skater. Trong giờ học của Tanaka sensei thì lúc nào cũng không không gì đó, chắc là không dùng uh, giáo sách giáo khoa mà sử dụng sử dụng print tổ tập dưới photo pin đi là cái ni lông antenna antenna là anten space sự là khoảng trống vậy đáp án ở đây chỉ có thể là print tổ mới liên quan đến chữ hiệu thôi Hikoki ga tonde ai aida wa anzen no tame ni cái gì đó shimete khi mà máy bay đang cắt băng bay ấy thì để đảm bảo an toàn thì hãy hãy đóng hãy khóa gì ạ nóc no cự khóa nóc no cự này là khóa máy là khóa cửa Beruto là cái dây đai, Budeki là phanh và Sekushong lựa chọn Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là cái Berto Hãy thắt dây đai vào khi mà máy bay đang bay Gai cấp cử e iku tame ni wa Cái gì đó gai hit siêu đà Đa sự ở đây là chỉ uh, Đa sự ở đây là chỉ uh, Một tá hoặc 12 chiếc Smart là cái gì đó thông minh Hoặc là dáng đẹp Program là chương trình Passport tổ là hộ chiếu Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là yong vào Phần tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần tính từ đuôi y và đuôi na nhé Câu số 1 mồ tội Na đây này nếu mà cứ nghĩ cái gì đấy thì mãi là mãi mà không vứt được vậy ô rất là người lớn đường đáng trưởng thành một tay này tiếc than Moshi đó là cái gì đó có thể tin tưởng nhờ cậy hazuukashi là rất là ngại ngùng vậy đáp án ở đây chỉ có thể là một này nếu mà cứ tiếc ấy thì mãi chẳng vứt được cái gì đâu đúng không câu số 2 hônê d được tội bài gạ Miạ nếu bạn đi qua đi ra hầm ấy, đi ra khỏi hầm ấy thì đằng trước nó làm sao đấy mà bạn không thể nhìn được nhỉ? Ờ, sau khi mà ra hầm khỏi hầm túi thì rất là lóe mắt đúng không? Mabushikute đúng rồi. Tabarada không chịu đựng được cái gì đó. Còn shikukute đó là cái gì đó đen nhánh. Norokute bắt nguồn từ noroi chậm chạp. Với đáp án đây chỉ có thể là ichiban mabushikute nhé. Câu số 2 xin lỗi câu số 3 Kaminari ga natte kara thì ga futte kita sau khi mà Kaminari sớm trước nó đã bùng phát đúng không ạ? Thì trời bắt đầu mưa. Kudara này, kudara này vô nghĩa tầm phào vô vị. Karai là cay, nigai là đắng, hageshi là rất là mãnh liệt. Vậy ở đây chỉ có thể là mưa lớn, mưa to. Đáp án là Yomba Câu số 4. Tatemono no soto ni. Bên ngoài tòa nhà thì cái gì đó hito ga imasu, có một người gì đó bên ngoài tòa nhà. Ayashi rất là đáng nghi. Ureshi là vui, kewashi Kewashi thì ví dụ như là dốc thì dốc đứng Còn có thể là khắt khe, nghiêm khắc Oshi là ngon Với đáp án ở đây chỉ có thể là ayashi Một người rất là đáng nghi Câu số 5 wa kono hako ni irete oite Sau khi dùng xong thì hãy cho vào cái hộp gì đó Và cắt đi Đúng không? Và để vào đó Nemui là buồn ngủ Kayui là ngứa Shikakui đó là cái gì đó hình tứ giác Stashi là thân thiện, vậy ở đây chỉ có thể là cái hộp mà, hình tứ giác này. Kare wa, cái gì đó sekakuda, anh ấy có một cái tính cách. Fukai là sâu, yawarakai là rất là mềm. Mezurashi là hiếm, otonashi là cái gì đó rất là chín chắn đứng đắn. Otonashi sekaku. Câu số 7, umota yori, datta no de, amari nakatta. Đó vì đây là một cái công việc mà nó lại cái gì đó hơn cả nghĩ, suy nghĩ hoặc dự đoán. Cho nên là không bị mệt lắm. Vậy công việc sẽ là nhàn đúng không? Hade na là rực rỡ. Rakuna là nhàn, nhẹ nhàng. Sakana, cái gì đó răng trào nhiều. bữa na khỏe mạnh. Vậy ở đây chỉ có thể là niba. Rakuna shigoto datta no de, là công việc khá là nhàn. Câu số 8, kare wa, cái gì đó ở cô đẻ presento nhưng mà thật cứ sang nai bởi vì anh ấy là một người đàn ông gì đó cho nên là anh ấy sẽ không dùng nhiều tiền cho quà tặng đâu rakuna không hợp sự ngợ xác thực chính xác ketsina ketsin khi rakuna đó là nhẹ nhàng thoải mái vậy đáp án ở đây chỉ có thể là ketsina câu số 9 okina jishin ga okotta no de juminwa manichi o okutteiru bởi vì có một cái uh, trận động đất rất là lớn xảy ra cho nên là người dân mới cái gì đó uh, trải qua mỗi ngày, trải qua mỗi ngày cái cuộc sống như thế nào? Phư an là bất an, Yuri là có lợi, Tokushu đặc biệt đặc thù, Igaina là ngoài cái dự kiến vậy, người dân ở đây chỉ có thể là trải qua cái cuộc sống rất là bất an. Câu số 10 Sports ga cái gì đó đấy, Sports à, làm sao đấy mà hitogaski desu nghĩa là tôi thích cái người mà có thể chơi hoặc là giỏi hay gì đó thể thao miona là là kỳ lạ không bình thường còn kiken là nguy hiểm thuộc cười giỏi fuko đó là không hạnh phúc vậy đáp án đây chỉ có thể là thục cười nào chuyển sang trang số 6 chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu với một số từ vựng khác nhé như là các phó từ hoặc là các giới từ đúng không ạ ví dụ đầu tiên các để hòa takusan thakusan cái <laughs> gì đó jisho no yoda anh ấy nhá thì biết được rất nhiều các từ vựng giống như là chí sổ ấy, giống như là từ điển ấy mà cái gì đó như no thì hay đi cùng với ma từ đệ à, nó bằng với đúng không ạ? Nghĩa là cái gì đó rất trên một dòng, nghĩa là rất thẳng Gen là sự thực là shimijimi Shimijimi, cái gì đó rất là sâu sắc Vậy thì đáp án ở đây chỉ có thể là marude, marude no noyo da Đúng không ạ? Nó giống y như là từ điển Câu số 2 Ishokeme khi tê được nổ nhị cái gì đó đi kai ga dekinai mặc dù là đã nghe rất là chịu khó nghe rồi ấy thế nhưng mà lại không hiểu không hiểu diện dostemo dù bằng cách này cách khác đi chăng nữa tham mà như là thi thoảng sạch các cự mất công khôn na nhị như thế này như thế kia vậy đáp án đây chỉ có thể là dostemo đi kai dekinai dù thế nào cũng không thể hiểu được đáp án là ichiban ấy câu số 3 yamada san ni hisashiburi ni atta ga kare wa omoshiroi hito da Lâu lắm rồi mới gặp anh Yamada Nhưng anh ấy là một người rất là thú vị Yô cự à, Ước chừng khoảng Ichi ni nhị một lần Ai không hề thay đổi Để khi được đa kê trong khả năng có thể Vậy thì đáp án đây sẽ phải liên quan đến Hisashiburi ni ata đúng không ạ Là kare wa ai kawara Chẳng hề thay đổi gì cả Vẫn là một người rất thú vị Câu số 4 Tanaka san wa yoji ga aru no Omodashita to itte Cái gì đó kaete shimai mashita anh Tanaka sáng ấy, anh ấy nói rằng là đó, Anh chợt nhớ ra là có việc bận Thế nên anh ấy đã về rồi Futo Futo ở đây cũng là đột nhiên Q nhi cũng là bất ngờ Nhưng mà Futo ấy thì nó là khi mà không còn biết lý do gì cả Và Kaite tạo thì dùng Futo Nhưng mà ở đây là anh ấy đã nói rằng là anh ấy có Yoji rồi Vậy thì sẽ là Q nhi Đáp án số 2 Câu số 3 là Kito 4 là tai nhị tuyệt đối không Vậy đáp án đây là Nhi bằng カウカウカワナイカズトカウガイタガカウコトニ、ね、した。マズラ, không,、までまでラ ình ình. ス、スウィニー、スウォッチ、センラー、ゴムウエコン、ニコイコン、ニトラ、クリティ、ラ、モア、ケキューク、マタクウントン、カウン、マダデー、ラ、マダデー、キゼラヨ。シダニー、ナトゥイテウティンヘンフェイタ、アンデセラ、ケキューク、カウ、カウコトニ、スタ。カウソサウ、シノウシミセ。 Yasui o ka? Bạn có thể giới thiệu cho tôi một cửa hàng mà sushi ngon mà lại cửa hàng rẻ hẻ. Sato. Sato là cái gì đó nhanh chóng. Chitsua là thực tế là ukari. Ukari là ngơ ngác, không để ý hoặc đãng trí gì đó. Dekideba là trong khả năng có thể. Với đáp án ở đây chỉ có thể là Dekideba trong khả năng có thể thì giới thiệu cho tôi cửa hàng rẻ lại còn ngon nữa. Đúng không ạ? Đáp án số 4. Câu số 7. Mukashi mukashi tokoro ni majime na otoko no hito ga imashita. ngày xưa thì ở cái đâu đó thì có một người đàn ông rất là chăm chỉ, majime, nghiêm túc. Mai no tokoro thì không ai nói bởi vì mukashi rồi thì không ai mai no. nghỉ no, nơi tiếp theo, aru tokoro ni có một ở một nơi nào đó. Đấy kiểu như ngày xưa ở một làng nọ, ở một nơi nọ thì lúc đấy chúng mình sẽ dùng là ba aru. Bởi vì tokoro mà địa điểm sẽ dùng với aru chứ không dùng với iru. Câu số 8, Scotchy Kyuryo ga agatta. Lương đã tăng một chút. Jitto uh, à, nhìn chăm chăm gì đó. Honno một chút honto ni Scotchy. Oyoso là khoảng. Yagate là chẳng mấy chốc mấy lát. Vậy đáp án ở đây chỉ có thể là honno Scotchy nhá. Đúng là chỉ có một chút thôi. Câu số 9. Dewa ashita sanji ni. Sanji desu ne. Matte mas yo. Thế nhá, 3 giờ ngày mai. À 3 giờ đúng không ạ? Em sẽ chờ. Vậy ở đây là ojamashimasu ba giờ ngày mai tôi sẽ đến làm phiền Omatase shimashita Đã để anh chờ lâu thì không ai dùng Hajime mashite Xin chào, tadaima là đã về rồi Vậy chỉ có thể là Sanji ni ojama Tôi xin phép được đến vào lúc 3 giờ ngày mai Cực vì ở đây nó có matte mà đúng không ạ? Câu số 10 Kono totemo yaku ni Arigatou gozaimashita Ie, cái gì đó ở quyển sách này rất là có ích, tôi xin cảm ơn Ờ, à, Không không có gì đâu, đúng không ạ? Okage sama de thì không hợp rồi Do itashimashite um. de Mong cho bạn được khỏe Đúng không ạ? O ni, giữ gìn sức khỏe nhé Vậy đáp án đây chỉ có thể là ni bảo và như vậy chúng mình vừa cùng nhau như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đề liên quan đến từ vựng phần số 1 về động từ động từ, tính từ, danh từ và các phó từ. Ở phần tiếp theo, chúng mình sẽ luyện tập thêm với cái dạng bài đó là uh, các từ đồng nghĩa rồi uh, xem rằng là từ đó được sử dụng như thế nào, trong bối cảnh nào thì ở phần thứ hai khó hơn một chút xíu chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập sau nhé. Đến đây thì video hướng dẫn luyện đề N3 phần từ vựng số 1 xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video phần từ vựng phần số 2. Gozenchō domo gozaimashita.